Thưa quý vị, với sự cần cù chịu khó cộng với bản tính ham học hỏi, dám nghĩ dám làm, ông Nguyễn Ngọc Minh ở ấp Gò Dồ, xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa đã khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương, phát triển kinh tế gia đình từ mô hình nuôi thỏ. Đây là vật nuôi còn khá mới mẻ đối với nhiều nông dân trùng biên giới. Trước đây, gia đình ông Nguyễn Ngọc Minh hay còn gọi là ông Sáu Minh chỉ trồng cây ăn trái. Từ chỗ yêu thích rồi đam mê, ông bắt đầu tìm hiểu kỹ thuật nuôi chăm sóc thỏ trên mạng Internet và bắt tay vào thử nghiệm nuôi thỏ vào năm 2020 với 10 con thỏ giống. Trong quá trình nuôi, nhận thấy việc nuôi thỏ khá đơn giản, có nhiều ưu điểm về khả năng sinh trưởng, ít dịch bệnh, nên ông Sáu Minh quyết định mở rộng mô hình. Hiện tại, trang trại của ông có hơn 1.000 con thỏ, trong đó có 100 thỏ sinh sản. Thì nó không không tốn kém gì nhiều, nhưng ví dụ giờ trong giường mình có gao thì mình hái gao cho ăn, rồi mình để cho nó ăn thức, thì thức rau là chỉ hỗ trợ chất sơ thôi con thỏ mà mình tẻ mẹ nó ra thì mình tính theo cái động lượng thức ăn á, của con thỏ á. thì một con thỏ này á, là tới ngày sức chuồng á, là nó ăn khoảng 5 kg thức ăn bây giờ mình tính thức ăn công nghiệp như giờ những hãng thức ăn mua thì nó tính như nó mơ chín ngàn ký thì có 5 kg thức ăn à thì mình bán con thỏ được một trăm mấy gần hai trăm ngàn à, thì thấy dựng mình lời lợi lượt rồi cũng được khoảng một trăm ngàn thì mình thấy cái lợi nhuận gì nữa nên mình tiến hành mình phát sinh lên cho nó nhiều lên mình nuôi mình mở cái trang trại thỏ luôn Thỏ là loại ưa sạch nên trang trại được ông Sáu Minh thiết kế kỹ lưỡng, thường xuyên dọn vệ sinh, đặc biệt là hệ thống nước uống tự động, đảm bảo luôn được cung cấp đầy đủ nước cho thỏ. Bình quân mỗi tháng trang trại của ông cho xuất chuồng khoảng từ 100 đến 200 con thỏ thương phẩm, với giá dao động từ 70 đến 75 ngàn đồng một ký. Sau khi trừ chi phí cho thu nhập ổn định gần 20 triệu đồng mỗi tháng, Thỏ mẹ sinh sản một lứa từ 6 đến 8 con, sau khoảng 3 tháng nuôi thỏ đạt trọng lượng từ 2 đến 2,5 kg là có thể xuất bán. Phải kiên trì, phải chăm sóc nó kỹ, nó mày không bị bệnh. Còn nếu mình chăm sóc không kỹ thì nó bị là ghẻ, rồi bị trầu cầu trùng nó chết, con thỏ là nó đa số là cầu trùng với ghẻ thôi nó có hai nhóm bệnh đặc điểm của nó thôi à chứ không có cái gì khác hơn nữa rất là dễ nuôi nuôi thỏ là rất an tâm luôn không sợ đầu ga à, rất là dễ nuôi thỏ là nhân đàn nhắc nhanh nhất các loại con tại vì nó là trong cái chu kỳ của nó là uh, chỉ có 30 ngày là nó đã đẻ rồi đó thì sau khi nó đẻ xong thì, thì từ ngày nó đẻ cho tới 3 bữa thì trong ngày thứ trong ngày đó là mình phải phó giống đó, mình phối thì đúng 30 ngày sau nó đã đẻ tiếp. Mô hình nuôi thỏ của anh Nguyễn Ngọc Minh thì rất có hiệu quả. Để anh kết hợp là cái mô hình nuôi thỏ và cái trồng cây ăn trái. Khi mà anh lấy thức ăn cho thỏ ăn rồi là cái phân của thỏ để anh bón cho cây cũng như là một cái mô hình khép kín luôn. Rồi đầu ra thì rất là ổn định đồng thời vừa kết hợp mà trồng cây với nuôi thỏ thì đã giải quyết việc làm cho năm đến bảy lao động trong ngày có việc làm ổn định. Sau nhiều lần gặp điệp khúc được mùa mất giá đối với cây ăn trái, quyết định khởi nghiệp với mô hình nuôi thỏ của ông Sáu Minh đã mang lại thành công bước đầu. Đây là mô hình chăn nuôi đầu tiên cho thu nhập khá tại vùng biên giới mộc quá thời gian tới ông sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp trang trại đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho những ai có ý định gắn bó với nghề nuôi thỏ